Và xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang dùng hệ thống mạng tần VNTV và vẫn đang xem chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ tư. Chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Mai Ly với các loại vàng bạc lượng trang và trang sức và nhập shipping đến tận nhà quý vị với các loại thẻ Visa Mastercard. Xin hãy đón xem chương trình live show trực tiếp của Mai Ly trên hệ thống mạng tần VNTV cũng như là trên kênh YouTube Mai Ly Diamond Show vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 1 giờ cho đến 3 giờ trưa để chọn lựa ra những sản phẩm mà quý vị yêu thích. Xin kính mời các quay trở lại phần điểm tin. Và đây là một trong những cái bản tin mà chúng tôi cũng muốn gửi đến cho quý khán giả khi mà Moscow nói rằng là ước tính về cái tổn thất đã gây ra tại đây sau cái cuộc mà đã chiến tranh với Ukraine trong cái thời gian 6 tháng vừa rồi đã diễn ra. Thì theo như là Bộ Quốc phòng của Nga cho biết rằng là có khoảng hơn 1.000 lính của Ukraine cũng đã thiệt mạng, cũng như hàng chục xe tăng, xe quân sự bọc thép đã bị phá hủy. Thì thông báo vào ngày 30 tháng 8 ngày hôm qua của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết rằng là đây là một trong những cái hành động hiệu quả đối với lực lượng của Nga đã tiêu diệt là tổng cộng 48 xe tăng, 46 xe chiến đấu bộ binh, 37 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe tải chở súng hạng nặng và hơn 1.200 lính của Ukraine chỉ trong vòng có một ngày thôi. Đây là những con số mà đã được đưa ra như vậy. Thì cũng theo như Bộ Quốc phòng cho biết rằng là có 5 người thuộc lữ đoàn tấn công 128 của Ukraine cũng đã hạ vũ khí đầu hàng. Và trong đầu tuần này thì Ukraine cũng đã tuyên bố rằng là lính của họ đã lần đầu tiên phản công sau một thời gian dài mà không có không kích những cái tuyến đường tiếp tế của Nga, đặc biệt rằng là những cái kho vũ khí và những cây cầu đã bắc qua cái con sông Dnipro. Và đây là một trong những cái con sông có ý nghĩa rất là quan trọng về mặt chiến lược đối với họ. Thì Nga cũng đã giam và chúng ta thấy rằng là giành quyền kiểm soát tại nhiều khu vực ở phía nam Ukraine như là gần bờ biển Đen trong những cái tuần đầu tiên đã xảy ra cái cuộc chiến này, và hiện tại cuộc chiến cũng đã kéo dài trong 6 tháng. Và Nga cũng đã có một cái số hình ảnh cũng như video vẫn chưa thể được kiểm chứng về những cái đăng tải trên mạng xã hội cho biết rằng là lính của Ukraine cũng đã giành lại một phần ngôi làng cũng như phá hủy về mục tiêu của Nga ở phía nam. Thì cái sự việc sẽ tiến triển như thế nào tiếp theo thì chúng tôi sẽ theo dõi để mà gửi tin đến cho quý vị. Thưa quý vị, tiếp theo các tin Phương Thảo và trình bày, chúng ta đã biết ở nước Nga, nhất là những người cộng sản là luôn luôn nói láo, nói dối, không thể nào một ngày mà tiêu diệt được một cái lượng lớn khổng lồ như thế. Thưa quý vị, chúng ta sẽ nghe qua là bỏ đi, đừng có để ý là vấn đề Nga nói hay là cộng nói, Nga với cộng nói của y chang hay nhau, toàn là nói láo, tào lao thôi thưa quý vị. Bây giờ sang một cái tin nổ súng ở Hoa Kỳ thưa quý vị. Một nhóm thiếu niên đang chơi với nhau trong một cái trò chơi gọi là TikTok, đóng phim. Đóng phim tóc với đóng phim video, thế chúng tôi không biết cái phim TikTok là cái gì, giờ tại già đâu có bao giờ biết cái vụ này, chỉ biết là đang chơi trò chơi mà TikTok. Thì hai người thành niên và một, hai vị thành niên, một người lớn tuổi đối diện với tội ngộ sát, nhưng mà thiếu niên thì trúng đạn thiệt mạng. Không biết là cái vấn đề này như thế nào, người ta vẫn đang điều tra. Thì chỉ biết là một người lớn là Emiliana Vargas, 21 tuổi, bị cáo buộc về đã cung cấp súng đạn thật cho các thiếu niên. Còn hai thiếu niên khác về tội lơ là làm chết bạn. Mà tuy nhiên theo một nhân chứng ở gần đó thì họ cho biết rằng là không phải là lơ là, không phải là bị nổ súng bất ngờ, nhưng mà vì cô ta thấy một trong ba người kia chĩa súng vào thiếu niên số bóp cò. Có thể là không biết là súng này là có đạn thật, bóp cò giả thôi. Và khi nổ cái đùng một cái thì thiếu niên cái lăn ra chết, thì lúc bây giờ cái người bóp cò súng vội vàng vắt cái súng xuống dưới đất và xong rồi bỏ chạy đi. Thì cảnh sát đang điều tra vụ này. Và chúng tôi suy nghĩ thì có lẽ đây là một cái vấn đề, cũng một cái tai nạn thôi. Tức là một cái người lớn đã mang súng tới mà mang súng một cái đạn thật mà không biết là để cho các thiếu niên đóng phim vui chơi với nhau mà không ngờ nổ, giống như trường hợp của con trai của tài tử Bruce Lee cũng đã đóng phim mà một người nào đó đưa cái súng lắp đạn sẽ và bị bắn chết thưa quý vị. Và chúng tôi cũng cập nhật một cái bản tin quay qua đối với cái vấn đề Hoa Kỳ, khi mà mới đây Google cũng đã cho nói rằng là chặn cái mạng xã hội của cựu tổng thống Trump vì không có thiếu cái phần kiểm soát về mặt nội dung. Khi mà Google nói rằng là chưa cho phép đưa cái mạng xã hội Truth Social của cựu tổng thống Trump vô một cái thiết bị chặn bằng một cái hệ điều hành Android
vì thiếu kiểm soát về giờ nội dung. Thì vào tuần trước thì tổng giám đốc của Truth Social là ông Devin Nunes, ông cũng đã nói rằng là cái bản phiên bản mạng xã hội Truth Social này sẽ dành cho thiết bị Android và đang được chờ Google chuẩn thuận và sẽ ra mắt. Nhưng mà cái người phát ngôn của Google thì lại ra thông báo để cho biết rằng là cái mạng xã hội Truth Social này thiếu về cái hệ thống kiểm soát về nội dung nên không thể đáp ứng được những cái điều khoản về kho ứng dụng gọi là App Store của Google Play. Thì cụ thể rằng là Google lo ngại nếu như mà mạng xã hội này sẽ có thể vi phạm về cái quy định cấm nội dung mang tính đe dọa tấn công người khác cũng như là đả kích về cái vấn đề bạo loạn. Truth Social cũng đã ghi nhận về cái ý kiến của Google và đang cố gắng để có thể cải thiện, giải quyết về cái vấn đề này và nói rằng là sẽ có thể có một cái cách gì đó để cải thiện tốt hơn. Thì cựu Tổng thống Trump, ông cũng đã lập ra cái mạng xã hội Truth Social của riêng mình khi mà bị Twitter vào tháng 1 của năm 2021 đã chặn lại do cái cuộc bạo động của Capitol Hill vừa rồi và nói rằng là có những cái rất là nhiều mạng xã hội khi đó đã chặn cái trang của ông chứ không phải là riêng cái Twitter không. Thì chúng tôi cũng đã cập nhật những cái tin đó trước cho quý vị và rồi tiếp theo này thì có thể là trên cái hệ thống iOS của Apple thì chúng ta có thể dễ dàng coi, nhưng mà hiện tại thì cái hệ thống Google Android thì vẫn chưa xem được cái mạng Truth Social của cựu tổng thống Trump. Thì chúng tôi sẽ theo dõi để mà gửi tin cho quý vị tiếp theo. Thưa quý vị, chúng tôi còn hai bản tin về nổ súng từ Hoa Kỳ nữa, nhưng mà trước hết là một bản tin kế tiếp, đó là thiếu niên 19 tuổi bị kết tội giết 3 người và làm bị thương người thứ tư. Buồn quá, thưa quý vị, cứ nghe vụ bắn bắn giết giết này mà toàn đa số là những trẻ không à, 19, 20, những trẻ thành niên hoặc là vừa mới xong trung học hay là cái gì đó bị căng thẳng cái gì đó mà vác súng để bắn người và loạn sang ngầu lên. Thì một thiếu niên 19 tuổi ở Detroit mà danh tính không có được tiết lộ đó, thì không từng có tiền án gì hết và chả có một cái tội lỗi gì trước đây, vừa bị bắt vì đã thả nên bắn chết người mà không duyên cố. Sau khi bắn người chừng 12 tiếng đồng hồ thì kẻ sát nhân đã bị bắt tại nhà vì có nhiều người nhận diện được hắn. Và xét nhà ông thủ còn thấy nhiều đạn, này, súng shotgun này, và nhiều khi cụ giết người khác. Khi bị tra hỏi nguyên nhân các vụ nổ súng là bắn chết người, thiếu niên từ chối không trả lời. Và nhà chức trách đang thẩm vấn kẻ giết người để tìm ra nguyên nhân, nhưng cho đến nay vụ điều tra chưa kết quả. Chúng tôi biết thời gian vừa đây những vụ nổ súng bừa bãi bắn chết người là rất là nhiều, mà năm vừa qua năm có tới 454 vụ bắn súng và chết người, và khoảng chừng 400 người đã bị chết, còn lại số người khác bị thương. Thưa quý vị, đó là một cái con số rất là đáng sợ. Chúng ta biết rằng là ở trong nước Mỹ này, chỉ vì có một số người cứ dựa vào cái điều hiến pháp là cái điều cho phép người ta được mang súng, thì để bắt buộc chính phủ phải cho họ đeo súng. Và không ngờ là cái vấn đề đeo súng đã gây tai nạn chết người nhiều vô số kể cho nước Mỹ, khiến nước Mỹ trở thành một nước bất an vô cùng, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng cập nhật một cái bản tin khác cho thấy rằng là cái nguồn dự trữ về dầu sưởi ở phía đông bắc của Hoa Kỳ cũng đã xuống thấp, một cái mức rất là thấp, khi mà những giới chức liên bang ở nói rằng là những cái dầu cũng như dầu sưởi tại phía khu vực đồng vùng đông bắc đã thấp hơn 50% so với cái mức trung bình trước đây, và cái nguồn cung cấp hiện tại cũng đang nguy cơ bị gián đoạn nếu mà có bão hoặc là những cái vấn đề về thời tiết đã xảy ra. Thì đây là một trong những cái nguồn cung cấp nhiên liệu thấp hơn so với cái mức bình thường trước đó, và nói rằng là có thể ảnh hưởng do cái vấn đề chiến tranh của Nga và Ukraine, và những cái tình hình ở tại vùng Đông Bắc cũng đặc biệt trở nên trầm trọng hơn trong cái thời gian vừa rồi. Và theo khảo sát của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cũng cho biết rằng nhiên liệu về diesel cũng như là dầu sưởi là thấp hơn 63% là con số chính xác, trong khi trước đó là chỉ có khoảng là 58% ở Maryland và New York. Thì vùng Đông Bắc phụ thuộc rất là nhiều về cái vấn đề dầu sưởi. Nếu chúng ta đã từng đi qua đó vào mùa đông, mùa thu đông thì sẽ thấy rằng rất là lạnh. Để mà có thể khi mà cái dầu sưởi đó dùng để giữ ấm vào cái mùa đông này, thì theo như cơ quan quản lý khí quyển và đại dương của quốc gia cũng đã cho biết rằng là cái vấn đề mưa bão hiện tại cũng như biển của thời tiết thì gây ra ảnh hưởng về cái vấn đề này. Vì tất
hầu hết là tất cả những cái nhiên liệu được lấy từ cái tiểu bang ở từ Trung Đại Tây Dương cho đến tiểu bang Maine, và được lấy từ các nhà máy lọc dầu ở vùng vịnh Mexico luôn. Cái người đứng đầu của Bộ trưởng Năng lượng là bà Jennifer Granholm, thì bà nói rằng những cái vùng như là New England cũng có những cái thảo luận về cái tình hình khan hiếm dầu đã xảy ra như vậy, và kêu gọi những cái nơi thống đốc của các tiểu bang phải làm cách nào để có thể tăng cường được cái nguồn cung ứng về nhiên liệu trong những tuần sắp tới, và để ngăn chặn được cái tình huống rằng là không có là xảy ra những cái điều bất trắc khi mà về ảnh hưởng về thời tiết cũng như là mưa bão. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi trước để mà gửi tin cho quý khán giả tiếp theo. Và thưa quý vị, lại một tin bắn súng nữa, thì kẻ nổ súng tại siêu thị Oregon tự sát. Kẻ bắn súng bừa bãi tại Forum Shopping Center ở ngay trong khu apartment ở sau lưng siêu thị đó. Thì tên này đã bước ra khỏi cái apartment của mình, đi bộ mấy bước tới siêu thị, mang súng vào cái và bắn chết hai người, làm bị thương hai người khác. Ngay khi hung thủ bước vào cửa một cái là bắn chết ngay một cái người, một ông già đứng ở đó. Và sau đó khi một nhân viên trong cái siêu thị chạy ra đối đầu với tên này, thì tên này bắn chết luôn ông đó, mặc dù ông đó là một cựu chiến binh đã có nhiều huy chương. Vì cái vấn đề mà nổ súng bắn chết người bả, cho nên ông ta đã liều mạng xông ra cản đường tên hung thủ giết người, nhưng mà rất là không may và ông ta đã bị tên kia bắn chết. Thì sau khi đó thì cảnh sát đã ập vô và bao vây trước sau, rồi cuộc tiến vào trong thì thấy chính hung thủ đã tự sát chết bằng cái khẩu súng của mình. Thưa quý vị, cái vấn đề mà gun violence lần này có rất là nhiều, không mong là những người Việt Nam chúng ta đừng có ai bỏ phiếu cho cái vấn đề gun violence, tại vì thứ nhất đó là cái theo báo cáo cho biết là mỗi một năm á, là có 1.663 trẻ em và những thiếu niên đã chết vì súng đạn, 864 bị giết, 6.294 trẻ em và thiếu niên là thoát chết, còn 2.788 người bị cố bắn chết nhưng mà cũng thoát chết, còn 662 người tự sát chết vì với súng, 166 người là cố gắng tự tự sát mình nhưng mà đã được cứu sống, và 101 người bị bắn chết bởi những cái sự can thiệp của những cái bọn băng đảng, còn 89 trẻ chết là vì unintentionally, tức là không có mục tiêu gì hết cả. Thưa quý vị, đó là những tin rất là buồn, mà chúng ta mong rằng người Việt Nam đừng bao giờ bỏ phiếu cho những dự luật mà được tự do mang súng nhé, tại vì chỉ mang súng là chỉ mang họa cho thiên hạ mà thôi. Thưa quý vị, tới đây thì xin trả lại cho Phương Thảo. Dạ, cảm ơn chú Tức Tiến, và chúng tôi cũng xin một lần nữa kính mời quý khán giả tiếp tục tại cơ sở thương mại và bảo trợ cho đài. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.